Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trận đua rất là căng cò với cả là cái đội ở bên chuỗi 29 quốc tế. Vâng, anh em bị bận nên là không đánh được đủ lượt, chứ không chúng ta cũng cố gắng bem phấn khởi đấy. Trận này chúng ta chơi cho đội bạn là toe toét ở top luôn. Đây là một trận đánh bằng rồng điện Bloons các bạn nha, đến từ người chơi TBH chủ trại gà. Như vậy là đầu tư một ít Bloons trong trường hợp này. Người chơi top 1 defend nhìn thôi rồi lựa mời đã còn mắt thật sự các bạn ạ. Và King Queen một bên, dồn rồng điện vào một bên nữa. Úi giời, mượt lắm các bạn ơi. Như vậy là đã chơi xong em Queen và quăng độc cũng như là bịt cây thổi gió ở khu vực trung tâm lại. King Queen vẫn đang cố gắng cắt tỉa tốt được cả hai cánh các bạn kìa. Pha thổi gió bị bịt lại là một điều rất là quan trọng. Đầu tư rất nhiều đồ chơi ở chỗ Inferno, nhiều tia trung tâm. Và xử lý được xong thì mới gọn được cái bầy này. Cánh góc 6 giờ là hẹo rồi. Khí cầu chiến đột nhập từ phía sau, may mà không sao cả. Tốt rồi. Rồi có xoáy ngay trước khu vực nhà chính luôn. Ảo thật đấy. Rồi, khu vực bên này em Queen đang khép góc rất tốt. Clan họ chuỗi 29 mạnh lắm. Mà chúng ta trận này anh em bận công việc nên đánh không đủ lượt thôi. Chúng ta cũng thua có vài bay thôi mà. Bên họ thì đánh full hết lượt rồi, chứ chúng ta còn tận mười mấy turn nữa. Ôi, trận này em Queen còn chưa gồng, thoải mái bụp luôn. Ok các bạn nha, mừng một trận toe toét top 1 luôn. Quất được hết, rồng điện là cực kỳ mạnh mẽ. Ôi dồi ôi, lạc lối còn lên tận trên đây. Đã xong nhà top 1 anh em. Rồng điện quạt ghê lắm, tiếp tục nè. Ô, vẫn là người chơi này mà quất luôn top 1, top 2 à. Đỉnh cao, đỉnh cao. Đánh nát top clan chuỗi 29 luôn cho chất chơi này. Đâu rồi. Baby với cả rồng lại dồn một phát lên trên này nữa. Chiến, và các bạn để ý này, đầu tư King Queen đánh sai khu vực lính hội thành này nha. Nó nguy hiểm lắm. Anh em cứ hỏi cách quạt rồng điện như thế nào. Tôi thì tôi cũng tấu hài nhiều rồi, các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà thực ra thì có những cái cơ bản là đánh tránh lính hội thành hay là tránh tướng của đội bạn, thì cái đấy là anh em cũng biết rồi. Trời, đưa tay đây nào, đột nhập thẳng khu vực nhà chính, lách được quả xoáy quá dẻo luôn đến từ người chơi chủ trại gà. Ui giời, một pha bịt thổi gió nữa, hay nhà. Bịt thổi gió rất chất lượng. King đã đục vào đây để chơi King của đội bạn không? King 80 chơi với cả King 75. Ok, anh em bên đây gục hết. Royal nóng băng Inferno thôi. Kịp thời quá, có đập cái nộ ở đây không ta, hay là đầu tư nộ cho Queen? Anh em hãy cùng chờ đợi theo dõi. Trong trận thi đấu này thì tướng của bên chúng ta là mềm hơn tướng của đội chủ nhà là rất nhiều. Đã đóng băng bịt em Queen, giao bánh luôn trong trường hợp này. Thả nộ để cho Royal ăn Queen của đội bạn, chơi luôn được cả mỏ chim và chơi luôn được cả Champion King của đội bạn luôn. Em Royal của chúng ta quá chất lượng trong tình huống này các bạn ơi. Phải nói là quả đầu tư băng với cả là nộ cho em Royal quá chất lượng. Nghe ông cho ông Tèo đi du học. Vâng, thằng Tèo du học thành công. Vâng, đưa về trận đánh 3 sao cho người chơi chủ trại gà. Vâng, tối về làm gà nguyên con 7 món luôn cho cháu nó ăn cho phấn khởi. Ui, được của nó đấy. Tiếp theo là một trận đánh bằng rồng lớn Rocket luôn luôn. Ok bạn ơi, đưa tay đây nào. Úi xồi, những em rồng mắc cấp độ 9. Tổng tấn công vào khu vực bên này. Đầu tư King để cắt chim cũng như là thịt King của đội bạn rồi. Ơi, để mắt nó nào. À, rồng quản giáo rất chất lượng. Úi giời ơi, bịt nó lại kìa các bạn ơi. Bịt luôn cả bình thổi gió. Các bạn thấy không, một em rồng áp sát được một chỗ cuồng nộ thì nó giật cho thì thôi rồi. Cánh bên này thì hơi bị lạc lối một chút xíu thôi, mà không sao. Cái thổi gió kia nó khá là nguy hiểm. Lực lượng của chúng ta đang bị tản mạn ở đây.
Nhưng mà cách người chơi này xử lý vừa đầu tư em Rocket Balloon để ăn một cái E rất là hợp lý. Ở trong thời điểm này mình vẫn chơi là mang đi 4 em Rocket Balloon các bạn, đánh 7 rồng lớn thôi để ăn những cái trụ E defense mà nó nằm khu vực phía ngoài cho nó cẩn thận vào. Quá tốt. Tiếp tục đầu tư Rocket Balloon để cắt góc, giảm áp lực cho đơn vị lính ở khu phía trong, các bạn thấy không? Đầu tư rất tốt luôn. Pha giao bánh khép gọn lắm. Giờ này vẫn còn lava. Ôi rồi ôi. Lava thì kệ lava, em Queen ngoài này gồng phát nữa là xong chứ còn gì. Quá mượt luôn đến từ game thủ Quỳnh Trần. Ok, tiếp tục này. Lạc trôi 1.000 kg, tức là lạc trôi tận 1 tấn luôn à. Đây ơi, đưa tay đây nào. Một pha quạt rồng điện nữa. À, hai cái thổi gió nó thổi hướng này thì chắc chắn là bem hướng 12 giờ và 3 giờ rồi. Đấy, uy tín lắm. Rồi, để xem King Queen vào đi từ hướng nào đây. Nhà cắt dự là vào bên góc 3 giờ. Baby ở bên kia rồi mà. Đấy, các bạn thấy không, đợi nó dàn hàng ngang một đường thẳng là bắt đầu mới cho King Queen vào, chứ không cho King Queen cắt trước đâu các bạn này. Để cho rồng đi thật đẹp vào khu vực phía trong, bịt con Royal cũng như là bịt cái máy bắn đá lại. Khí cầu thả đá ăn một chút độc từ khu vực nhà chính, nhưng không sao cả, chúng ta đã bịt em Queen lại rồi. Đập luôn quả cuồng nội trong khu vực này. Ảo thật đấy. Royal cũng có mặt ngay và luôn bịt tiếp một cái nữa. E defense của người chơi này mắc cấp độ mất mấy cây rồi. Cũng càng ạc, đầu tư top của họ là rất khỏe. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có sợ gì đâu. King Queen Royal còn chưa gồng mà chúng ta còn cả băng cơ mà. King của đội bạn bị ăn quả độc nhảy ra nhảy vào rồi chết tòi. Xong, đứt phim. Chuẩn bị sẽ là một pha rào bánh. Ăn tuét luôn. Đúng rồi, hạ gục được cây E là một điểm cộng rất lớn. X-Bow thì để mặt đất thôi. Ui dồi ôi, rồng ăn mất quả bom. King chúng ta cũng đã gồng rồi. Là rồng điện 5, chúng ta vẫn còn một em ở góc 9 giờ vẫn đang rất là miệt mài và tích cực. Đụng nó. Thông chốt đi, thông chốt đi nào. Trầu bỏ hút kìa. Ui dồi ôi, em Queen này. Em Queen vào đây em gồng một phát thì đi đường quyền cả lũ này. Gồng luôn. Chị mày nhìn mày hơi lâu rồi đấy con ạ. À, ok nhà. Vâng, toe toe tiếp nhà số 4 các bạn ạ. Quá đã luôn nhá. Ok, trận rồng điện lùn nữa đến từ người chơi DHL. Ở cái bầu bầy này phải nói là lực lượng rồng điện của anh em Việt Nam quả rất tốt, đặc biệt là bên Việt Vua, Việt Nam Vua, anh em đánh rồng điện là khá ổn. King Queen đi bên này vẫn là một pha đầu tư cho lực lượng đi các bạn, đánh cái hội thành cuồng nộ với cả là gồng cho quản giáo cũng đã được triển khai. Bịt cây thổi gió cho nó chắc ăn đấy các bạn. Cây thổi gió kia nó quá nguy hiểm luôn. Vâng, thổi tới thổi lui rồi thổi vào đúng cái nhà chính là ăn xong. Đặt góc xoáy ở góc bên này nhưng mà cũng sẽ bị hẹo thôi. Inferno một tia xử lý như thế nào? Bởi vì là rồng điện có cuồng nộ mà. Như vậy là không băng. Quyết định không băng luôn. Mà băng ở trên cái mỏ chim trên này. Quá tốt luôn các bạn. Royal vào góc 9 giờ. Chơi cái máy bắn đá cũng như là cái X-Bow ngay trong thời điểm này thôi. Ghê luôn. Và đi quần là rất mượt đến từ người chơi DHL. Cơ bản là cái đường quyền ở xử lý khu vực nhà chính nó quá đẹp. Vừa mới gọn luôn cả cái E kìa các bạn. Tốt rồi. Đấy, top là chúng ta dã cho toàn toác luôn. Đây là anh em còn nhiều lượt không đánh đi, chứ còn nếu mà đánh thì đội bạn chưa chắc đã được win chúng ta đâu nhé. Ok luôn, tiếp tục nào. Thêm trận nữa đi cho video nó phấn khởi. Ở nhà số 11 vẫn lại là game thủ Quỳnh Trần. Và rồng luôn. Anh em lia top toàn đánh rồng. Và phải nói là lực lượng lính bay thời điểm hiện tại nó rất là bá. Nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi một thời gian nữa, khi mà những cái công trình phòng thủ của các game thủ nhà chính Town 14 nó được cân bằng hơn, nó được mắc nhiều hơn, thì cũng chưa biết được đường nào mà lần đâu. Và cũng có thể Supercell họ nếu mà đánh giá thấy lực lượng lính bay mà nó quá chênh lệch và nó quá khỏe thì họ cũng sẽ giảm trong thời gian tới thôi.
một pha đóng băng siêu lý tuyệt vời, hai pha đóng băng bịt cây e với cả là bịt thổi gió, chuẩn bài phết rồi. Đầu tư tiếp cái rocket plume vào dọn đẹp cây e này các bạn này, cắt góc khép thẳng vào khu vực phía trong luôn. Giờ này thì chuẩn bị khí cầu chiến đột nhập từ phía trên góc 9-12 giờ chạy về thôi chứ còn không tấn công đối diện đâu. Vẫn còn một rocket plume nữa, có lẽ là để chơi một cái e nào đấy, đoán vậy. Cái e này này không, như vậy là cắt để cho rồng vào trong. Thực ra phải có hai cây thì các bạn mới ăn được, hai cái rocket plume thì các bạn mới ăn được một cái e. Cái này thì mình test rồi, ui rồi lắp quả xoáy kìa các bạn kìa, quá nguy hiểm trong tình huống này. Ui nhảy nhảy nhảy, quả này rất căng luôn, quả này rất căng luôn, nhưng mà may là gần, may mà balloon vào gần. Ui giời, giao bánh quả chất lượng, hạ gục luôn được cây e. Và đơn vị còn lại thì toàn là lính mặt đất rồi. Rồng của chúng ta còn một mớ, em Queen thì khép góc khu vực phía ngoài, đứt xích luôn bởi mô tả. Vẫn là một trận chốt đơn đẹp mắt đến từ người chơi Quỳnh Trần. Và các bạn đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ anh em nha. Các bạn có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi gì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn. Đấy, video ngày hôm nay là chơi toét toét luôn cả cái clan mà chuỗi 29 cực kỳ mạnh các bạn nha. Anh em gặp thì cứ thấy bay này nó quất nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Bye bye anh em.